Chào anh em, vậy là cuối cùng thì CapCut PC phiên bản 1.5 cũng đã hỗ trợ full tiếng Việt, anh em có thể nhìn ở đây. Và quan trọng hơn nữa là nó đã hỗ trợ bắt beat tự động. Ở đây tôi lấy ví dụ này, tôi import vào thư viện một cái bài hát rất là lạ hoắc, lạ hua nhé. Đây, cái bài hát Khung trời dấu yêu của Quốc Thiên. Đấy, bài này thì dĩ nhiên là nó không có trên thư viện của CapCut. Và bài này là một bài tôi đánh giá là không nổi tiếng. Đấy, và nó vẫn bắt beat được. Đây anh em kích chọn vào cái bài hát nhé, quan trọng này, kích chọn vào cái import vào dòng thời gian này, kích chọn vào cái bài hát đó và anh em nhìn thấy này, cái auto beat, cái nhịp tự động này nó đã xuất hiện. Anh em có thể chọn nhịp 1 khoảng cách thưa. Đấy, hoặc là nhịp 2 khoảng cách dày hơn. Anh em có thể xóa đi. Đấy, bắt beat này, nhịp 2 thì dày hơn. Xóa hết này, nhịp 1 này. Và tôi đã nghe thử rồi, tôi sẽ không bật bài hát vì nó sợ bị đánh bản quyền. Nhưng em có thể quan sát đấy, tôi zoom to lên này. Đây. Em có thể thấy này, nó tự động bắt beat, bắt đầu có âm thanh đầu tiên là đúng rồi này. Và đoạn này âm thanh rất mạnh, anh em nhìn thấy đúng không? Âm thanh khá là mạnh. Nó cũng phát hiện ra beat. Đây. Đấy. Đến chỗ này cũng thế này, âm thanh đang thấp xuống nhá. Nó to lên một cái là nó bắt beat được luôn. Chỗ này cũng thế này, âm thanh cao này, này. Đấy. Và thực ra cái việc đấy cũng rất chuẩn, âm thanh đang nhỏ này, tự nhiên có âm thanh to nó bắt beat luôn. Cái beat này nó cũng là cân đối với thời gian thôi, vì nó như kiểu là cái đếm nhịp ở trong các bản nhạc ấy mà, và thường là dùng các cái âm bass, âm trầm, âm rất là khá là mạnh. Và với tính năng bắt beat tự động này, với bất kỳ bài hát nào anh em import từ máy anh em lên thì sẽ giúp CapCut PC sẽ mạnh mẽ không kém gì đối với CapCut trên điện thoại. Và hy vọng tương lai sẽ có thêm một cái tính năng nữa là hoàn hảo, đó là tính năng tạo văn bản tự động, phụ đề tự động. Ở đây nó vẫn chỉ hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nhật chứ chưa có tiếng Việt. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nếu mà thấy video hữu ích thì đừng quên ấn like, subscribe, đăng ký cho giới thiệu kênh cho nhiều người khác. Hẹn gặp lại anh em.